quan trọng đối với cuộc đời của mỗi người phụ nữ. Các mẹ bầu hãy theo chân tôi để cùng nhau trải nghiệm nhé. Để chuẩn bị cho ngày quan trọng này, các mẹ không tránh khỏi những lo lắng, bất an. Các cơn đau chuyển dạ chắc hẳn là vấn đề mà các mẹ bầu lo lắng nhất và chưa hề có kinh nghiệm để trải qua nó. Đối với các cơn đau chuyển dạ này, thì điều tốt nhất là nên áp dụng các biện pháp giảm đau để giúp cho các mẹ bầu đỡ mất sức và sanh con được an toàn và nhanh chóng hơn. Các mẹ bầu thân mến, các bài tập với bóng tròn mang lại cho chúng ta rất là nhiều lợi ích. Thứ nhất, sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy dễ chịu, giảm căng thẳng khi đau bụng. Thứ hai, sẽ giúp cho chúng ta thư giãn, giảm đau các cơ vùng bụng. Thứ ba, giúp cho chúng ta vận động khung chậu, dễ giãn nở. Khi mà tập các bài tập bóng thì đầu thai nhi sẽ đi xuống khung chậu dễ dàng. Từ đó, cuộc chuyển dạ của chúng ta sẽ tiến triển nhanh hơn. Lượng máu lưu thông đến bánh nhau nhiều, cho nên là sẽ ngăn ngừa được tình trạng suy thai. Và ngay sau đây, tôi sẽ hướng dẫn cho các mẹ bầu các bài tập với bóng nhé. Các mẹ bầu thân mến, hiện nay có rất là nhiều loại bóng, như là bóng tròn, bóng dẹt, bóng hạt đậu và bóng bầu dục. Nhưng phù hợp nhất trong giai đoạn chuyển dạ cũng là bóng tròn và bóng hạt đậu. Các loại bóng của chúng ta được làm bằng nhựa chuyên dụng và trên thế giới các nước phát triển đang áp dụng các bài tập này cho các mẹ bầu. Hôm nay chúng ta sẽ tập một số bài tập về bóng tròn và bóng hạt đậu nhé. Ở tư thế này, các mẹ nên đặt bóng trên giường, chọn cho mình thế đứng an toàn, thoải mái và tựa người vào bóng thư giãn. Tập bóng ở tư thế đứng có 3 động tác. Động tác thứ nhất, đông đưa người theo chiều trước sau. Động tác thứ hai, đông đưa hông hoặc cả người qua hai bên. Chú ý, ở tư thế đứng, các mẹ cần giữ cho vai, lưng, hông thẳng hàng. Động tác thứ ba, xoay hông theo hình tròn, theo chiều kim đồng hồ và ngược lại. Các mẹ bầu có thể lặp lại các động tác trên từ 5 đến 10 lần hoặc cho đến khi cảm thấy thoải mái. Với tư thế quỳ ôm bóng, các mẹ sẽ tựa thân trên vào bóng và thư giãn. Có các tư thế quỳ khác nhau. Các mẹ lựa chọn tư thế nào mà mình cảm thấy dễ chịu và thoải mái nhất. Đông đưa toàn bộ cơ thể theo chiều trước sau. Đông đưa hông qua hai bên. Hoặc xoay hông theo hình tròn, theo chiều kim đồng hồ và ngược lại. Với tư thế ngồi trên bóng, hai chân dang rộng ra hai bên, lưng thẳng, hông, gối, mắt cá chân tạo thành góc 90 độ. Hai tay thả lỏng đặt trên gối. Với tư thế này, các mẹ có thể nhún nhẹ nhàng lên xuống trên bóng. Đông đưa hông theo chiều trước sau. Đông đưa hông qua hai bên. Hoặc xoay hông theo chiều kim đồng hồ và ngược lại. Với động tác đông đưa hông qua hai bên, các mẹ có thể tăng biên độ dao động của hông bằng cách dang chân trái sang trái, đưa hông sang phải và ngược lại.
các mẹ bầu thân mến, chỉ với những bài tập đơn giản với bóng trong giai đoạn chuyển dạ sẽ giúp các mẹ bầu thư giãn, giảm bớt những khó chịu căng thẳng khi đau bụng, giúp khung chậu dễ giãn nở để đầu thai nhi đi xuống dễ dàng. Từ đó, cuộc chuyển dạ tiến triển nhanh chóng hơn. Bên cạnh các biện pháp giảm đau sản khoa để giúp mẹ bầu bớt mệt mỏi và căng thẳng, thì việc có người đồng hành bên cạnh tạo nên sự an tâm và tự tin để chuẩn bị cho cuộc vượt cạn. Người đồng hành có thể hỗ trợ các mẹ bầu thực hiện các động tác được dễ dàng nhằm giúp cho cuộc chuyển dạ tiến triển nhanh và an toàn. Các mẹ bầu thân yêu, với các bài tập đơn giản với bầu mà tôi vừa chia sẻ, tôi mong rằng các mẹ bầu sẽ bớt căng thẳng, giảm đau và có thể vượt qua cuộc vượt cạn một cách an toàn và tự tin hơn. Chúc các chị mẹ tròn con vui.